nhân chính là một trong những nhóm kẻ thù truyền kiếp của phụ nữ. Bụng thì có thể còn trị dẫy nhưng trị nấm là cả một quá trình dài. Nấm tàn nhang không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn gây mất thẩm mỹ cho làn da, làm giảm đi sự tự tin của chị em. Kem trị nấm tàn nhang Ayura 30g là một trong những giải pháp được lựa chọn nhiều nhất hiện nay về chất lượng và hiệu quả. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết về loại kem này. Thành phần và công dụng tuyệt vời của kem trị nấm tàn nhang Ayura. Theo các nhà nghiên cứu thẩm định, kem trị nấm tàn nhang Ayura có thành phần 100% từ thiên nhiên nên vô cùng an toàn và hiệu quả. Sự kết hợp của vitamin E, nhân sâm, linh chi và nhiều loại thảo dược có trong sản phẩm có khả năng tăng sản sinh collagen làm những vết thâm, nám, tàn nhang mờ dần. Không những thế mà bề mặt da bị hư tổn cũng được tái tạo lại, tế bào mới được kích thích sản sinh, điều tiết được lượng dầu thừa và ngăn chặn các sắc tố melanin, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da. Thêm vào đó, kem cũng trị mụn và ngăn ngừa mụn tái phát trở lại. Đặc biệt các vết thâm còn sót lại do mụn cũng được cải thiện 75% nên da sáng dần lên, mà không phải kiểu sáng bật tông mà là sáng lên tự nhiên. Điều làm Ayura được ưa chuộng là khả năng làm se khít lỗ chân lông sau 2 tháng kiên trì sử dụng. Công dụng tuyệt vời phải kể đến của sản phẩm chính là tác dụng giúp tăng cường bảo vệ da dưới các tác động của tia tử ngoại, khói bụi công nghiệp, môi trường bên ngoài và tia bức xạ từ máy tính cho làn da khỏe mạnh. Hầu hết chị em đã từng dùng qua dòng kem trị nấm này đều để lại những chiếc review rất tốt. Đa số họ đều công nhận rằng kem trị nấm tàn nhang Ayura có nhiều tác dụng làm họ bất ngờ, vừa giúp da sáng đều màu, vừa cải thiện và làm giảm các vết tàn nhang, nám, chân chim. Kết cấu của kem trị nấm tàn nhang Ayura khá mỏng, có màu xâm banh, nhẹ và phù hợp với mọi loại da. Mùi hương thảo mộc khá thơm nên khi bôi lên da sẽ có cảm giác siêu dễ chịu. Chất kem có phần hơi đặc nên khi massage phải thật nhẹ nhàng để kem thấm đều và vào sâu trong lỗ chân lông. Sau khi sử dụng, nhiều người có cảm giác như có một lớp màng mỏng giúp dưỡng ẩm da nhưng không rít hay nhức dính đó nhé. Sau khoảng 2 đến 3 tháng kiên trì, dùng 1 đến 2 hộp thì có thể trị vết thâm nám. Da trắng sáng và đều màu hơn trông thấy. Lý do bạn nên chọn kem trị nám tàn nhang Ayura. Giá cả phù hợp với túi tiền nhiều chị em. Nếu so sánh với thực phẩm chức năng và các phương pháp thẩm mỹ khác thì kem trị nám tàn nhang chính là phương pháp rẻ nhất. Kem trị nám Ayura đạt tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn được cơ sở y tế kiểm định và giá chỉ 350.000 đồng. Khi dùng sản phẩm này, bạn sẽ không cần phải phiền não khi chi một số tiền lớn đến spa, viện thẩm mỹ. Dễ sử dụng và không gây cảm giác đau. Các biện pháp như lăn kim hay laser dù sao vẫn gây cảm giác đau đớn, thậm chí là ửng đỏ, nóng rát. Tuy nhiên, kem trị thâm nấm Ayura lại khác hoàn toàn. Sản phẩm này thực chất được sử dụng đơn giản như kem dưỡng. Công dụng dịu nhẹ, khả năng thẩm thấu khá tốt. Hướng dẫn sử dụng kem trị nấm để đạt hiệu quả tốt nhất. Đầu tiên, đề phòng trường hợp da bạn dị ứng với một thành phần nào trong sản phẩm, hãy thoa một ít kem lên vùng cổ tay và chờ trong vài tiếng, nếu xuất hiện tình trạng ngứa, mẩn đỏ thì dừng ngay. Lúc mới dùng nên bôi một lượng ít và bôi thử trên một vùng nám nhỏ sau đó loang dần ra. Hầu hết dùng khoảng 2 đến 4 tuần mới có dấu hiệu giảm thâm nhé. Trước mỗi lần sử dụng kem trị nám Ayura, hãy vệ sinh da mặt sạch sẽ bằng những liệu trình chăm sóc da mặt. Bước cuối cùng mới dùng kem trị nám. Trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, chị em cần có chế độ chăm sóc cấp ẩm phù hợp cho da. Đồng thời, sử dụng kem chống nắng vào ban ngày là việc tuyệt đối không thể thiếu bởi da đang dùng kem trị nấm rất nhạy cảm, dễ bị ánh sáng ủy viên hay từ đèn, máy tính làm hại. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân gây nám tàn nhang nên cố gắng ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, tinh thần luôn lạc quan và thoải mái. Sau khi đã hết nám, cố gắng giữ gìn cẩn thận làn da tránh nám quay trở lại và nặng hơn trước, không được bỏ qua các quá trình dưỡng da, chống lão hóa, cấp ẩm và chống nắng nhé. Với mức giá 350.000 đồng cho dòng kem trị nấm tàn nhang còn đem lại nhiều hiệu quả tốt nên ai cũng có đủ khả năng để mua. Vì thế trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều nơi bán hàng giả, hàng nhái, chất lượng vô cùng kém nên mua về dễ gây tác dụng phụ. Vì vậy mà để mà mua được kem trị nấm tàn nhang Ayura chính hãng thì mỹ phẩm chính hãng Long An chính là nơi đảm bảo an toàn và chất lượng cho bạn. Mỹ phẩm chính hãng Long An quy mô không quá lớn nhưng hàng luôn chính hãng nên khách mua hàng rất yên tâm.